Hello. 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 Bật cam lên. Rồi, ok. Rồi. Ăn chưa? Không ăn rồi ạ. Ok. Dạo này được nghỉ hè thế, có muốn học ban ngày không hay là vẫn học tối? Học bên ngày. Học ban ngày à? Tối một. Ừ, chị muốn học cũng dạy ban ngày cũng được. Thế ban ngày mình học mấy giờ được? Mấy giờ cũng được. Sáng hay Thái hiểu tức là thì sáng thứ hai, sáng thứ năm. Sáng thứ hai với sáng thứ năm mình học từ từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi được không chín nữa mười nữa được. nhỉ? Ừ. Đến giờ đây đã bị vướng một giờ ăn cơm chưa? Chưa Được. đến mức là nấu cơm. Vướng là nấu cơm á, vậy thì nếu từ 9 giờ đến 10 giờ thì được không? Được. Đã còn 9 giờ 15 đến 9 giờ 10 à, 9 giờ 15 đến 10 giờ 15 được không? Được. Được, nghĩa là 10 rưỡi là lúc phải đi nấu cơm đúng không? Vâng. Ừ. Thế vậy sáng thứ hai, sáng thứ năm mình học từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 15 nhé. Vâng. Không, sáng thứ hai, sáng thứ năm này. Rồi, còn thứ sáu. Thứ sáu thì xem nào. Thứ sáu em muốn học sáng hay học chiều? Mình cũng được, em học bây giờ chả học cái gì cả, học mỗi Thứ sáu học sáng á, học từ 8 giờ đến 8 giờ 45 được không? 8 giờ 45. Được. 8 giờ đến 8 giờ 45. Rồi. 8 giờ 45. Đi này. Sáng thứ hai với sáng thứ năm là từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 15. Được. Ừ, còn sáng thứ sáu từ 8 giờ đến 8 giờ 45. Chưa? Rồi, ok. Vậy là sáng mai mình học luôn từ 8 giờ đến 8 giờ 45 nhá. Ok, tối mình không phải ấy nữa. À vì tối thì bây giờ được nghỉ cũng muốn đi chơi đúng không? Mình chả đi chơi đâu. Là nó đi chơi đâu à? Thế nhưng mà ít ra thì buổi tối mình cũng kiểu nó cảm giác buổi tối là cái buổi để mình chơi mà đúng không? Thế nhưng mà mình phải học. Nào. Rồi. Thế thì quyết tốt như thế nhá. Ok, so now we will start our lesson. Share the screen. Yeah, have you seen my screen? Yes. Yes, okay. Are you ready? Yes. We'll start. Today we will come back to listening, and we also listen to various topics. We will listen about culture, about email, and about love at first sight. You know, love at first sight. Lần đầu tiên. Yes, but it will be the last topic. We will start with culture, and you okay. Have three multiple choice, three questions of multiple choice. You choose between A, B, C. Okay, let's have a quick look at the question, and you will listen twice. Đọc đọc câu hỏi đi xong rồi mình sẽ nghe. Đọc xong chưa? Không không ạ. Okay, so pay attention. Listenaminute.com. Culture. I'm really interested in the culture of other countries.
I don't know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing, and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I'm English, so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America, I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening. Okay, and now the second time. Pay attention. ListenAMinute.com. Culture. I'm really interested in the culture of other countries. I don't know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing, and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I'm English, so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America, I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening. Okay, have you got all the answer? Yes. Yes, okay. Is it easy or difficult? It's easy. Mm-hmm, easy. No more new words, right? Right. Okay, number one, which will you choose? A. Mm-hmm. Number two? A. A, and number three? A, okay, triple A. Yeah. Yeah, are you sure? Are you sure with all the answer? Yes. Yes, okay, we will check. First one is B. Number two is A. And number three is A. Câu một này. The other thing his country's culture is ... that of other country. Thế nhưng mà trong bài người ta đọc là nền văn hóa của các nước khác thú vị hơn. Vậy thì nghĩa là gì? Ok. Đây là một bẫy lừa. Ok. It's it trap you. So pay attention, ok. So you have two on three correct answer. Ok. Next we will fill in the blank about culture. Let's have a quick look at the passage. Đọc qua đây rồi mình nghe. Okay. Okay. Pay attention. ListenAMinute.com. Culture. I'm really interested in the culture of other countries. I don't know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing, and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I'm English, so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America, I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place.
The world is becoming smaller, so I think this is happening. Okay, now the second time. Listenaminute.com. Culture. I'm really interested in the culture of other countries. I don't know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing, and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I'm English, so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America, I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening. Okay, this is the end of the recall. Have we found all the answer? No. No? Want to listen one more time? Or just yes. Check it? Okay, one more time. Listenaminute.com. Culture. I'm really interested in the culture of other countries. I don't know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing, and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I'm English, so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America, I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening. Okay, you too. Okay. Okay. So, tell me your answer. Number one. I'm really interested in about the culture. Okay, number two. Other cultures are more interesting than mine. Than mine. Okay. Next one. Number three. About other. Okay. Number four. So I thought. Okay, so I thought. Number five. Americans and British. And British. Like this, right? Yeah. Yes, okay. Number six. Number six. You can, if you don't know, you can skip it. Yeah, I skip. Okay, number seven. I don't know. Okay, and number eight. Number seven is get along. Get along, okay. And number the last one? Eight, thing is happening. Thing is happening, right. Okay, now we will check the answer. How many % are you sure with your answer?
40%. 40? Just 40? Why? I don't know. Don't know? But you said it's quite easy. Chỉ nghe hiểu thôi chứ không nghe. Okay, because it have two or three words, so you are mislisting all right now. Nghe nhầm là thứ khác phải không? Yeah. Yeah, okay. Đi đâu mất rồi? Người đây tiếng thì đây mà đâu người đâu mất rồi? Đây. Yeah. Okay, check. Number one, the culture of. It's just the culture of. Okay, next one, number two, are more interesting than my own. You the own, yeah. Own. Okay. Number three. Interesting thing about other. Yes, correct. I'm elite, so I thought. Yes. Number five, America and Brits are. Brits. Get that one. Okay, next one, understanding the culture of other people are very important. It helps us all to get along. And the last one, so I think this is happening. Okay. Có cần nghe lại một lượt nữa để xem có đúng hết từ chưa không? No. Okay, so now can you read this paragraph for me? Okay. Okay. I'm really interested in the culture of other country. I don't know why, but I always think other countries are more interesting than my own country. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing, and interesting things about my country. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I'm English, so I thought Americans had the same country with me as me. When I went to America, I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other countries, the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening. Okay, so can you translate it into Vietnamese? Okay, tôi thực sự thích văn hóa của các nước khác. Tôi không biết tại sao nhưng tôi luôn nghĩ văn hóa của các nước khác luôn thú vị hơn văn hóa của nước mình. Ở mọi thời điểm mà tôi đi du lịch, tôi học được những điều hay, mới, lạ và ngạc nhiên, thú vị. Những điều thú vị về văn hóa của các nước khác. Một trong những bất ngờ lớn nhất của tôi khi tôi đến nước Mỹ khi còn nhỏ là tôi là người Anh. Bởi vì tôi là người Anh. Bởi vì tôi là người Anh. Vậy nên tôi nghĩ người Mỹ cũng có văn hóa giống tôi. Khi tôi đến Mỹ, tôi đã hiểu ra là người Mỹ và người Anh rất khác nhau. Hiểu được văn hóa của mọi người khác rất là quan trọng. Người nước khác, của người nước khác. Của người nước khác rất quan trọng. Nó giúp chúng ta hòa hợp. Nó giúp chúng ta hòa hợp. Nếu mọi người thực sự cố gắng học văn hóa của nước khác trên thế giới sẽ ngày
Thế giới sẽ có nhiều nơi hòa bình hơn, thế giới đang trở nên nhỏ hơn, vậy nên tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Okay. Do you know why if everyone really try to learn about other culture, the world will be a more peaceful place? You know why? Because when we understand another countries, we will understand them. Understand them, Thông cảm. and Thông cảm. we don't feel strange, and we don't think that their culture is weird, so we will have no bad attitude to their culture, and there will be no argument and no misunderstanding. For example, in Syria, you know IS? Yes. Yes, because the Islam, because I think that one of the reason of IS because people don't understand Islam culture. There are some differences between the reason here. Các cái tôn giáo ở trong đấy người ta không nghĩa là mỗi tôn giáo sẽ có một cái nét đặc trưng riêng, một cái phong tục riêng và người ta không hiểu nhau, không thể hòa hợp được. Thế nên nó sẽ gây ra xung đột. Và rất nhiều xung đột tôn giáo xảy ra đúng không? Tôn giáo. Yes, it's the reason why we need to understand other culture. Okay. Talking about people who always think that other culture is more interesting. We have the word xenophilia Xenophilia. là người xính ngoại, sự xính ngoại. Chính ngoại. Philia Như kiểu hướng nội với hướng ngoại ấy. không, xính ngoại, cái người mà người xính ngoại ấy. Nghe cái từ đấy bao giờ chưa? Nghe, em nghe rồi nhưng không hiểu. Yeah, xính ngoại là những người mà luôn cho rằng là những gì thuộc của nước ngoài thì tốt hơn trong nước mình. Ví dụ như kiểu là cùng là một quả táo, thế nhưng mà táo Mỹ thì bán 60.000 một cân, còn táo Việt Nam thì chỉ bán 6.000 một cân thôi, mà đi ra chợ mà mặc lên cả lên mặc cả xuống kiểu thế. Đó, đấy là xính ngoại. Rồi, xính ngoại, sùng ngoại. Ok. Got it? Xenophilia. Và tính từ của nó sẽ là xenophilius. Philius. Được chưa? Tôi. Rồi, ok. We move to another topic. You a xenophilia? No. No? Do you always find and research about England's or America's culture? Have you ever? I think American culture. So you don't do you know anything about America culture? Special thing in American culture? They are outgoing and very simple and they are very important about individual Individual, yes. Some people in many people in Europe as well as in America, they spend more time on them on themselves other than care about other people. Yes. It's very different from
Asian country where people live in a society that we care about others so much, and sometimes we care about other people more than we care about ourselves. And when we do something, we just think that if we do this, other people will love us, instead of thinking that if we do this, we will feel happy, right? Right. Yes, and it's a thing that I really like of the American. Yes, I also love to make myself happy instead of care about what other people think about us. Because it can help us, right? Yeah. Okay. And are you a fan of K-pop? No. No? C-pop? Yes. Yes? You like C-pop? Yes. What is your idol? Dear Boys. Dear Boys. Oh. Yes. They have just celebrate their 7 years of the debut, right? Yes. And they are very handsome, very successful, and they are solo. Are they still a group or they just disband? No, they still a group. Mm-hmm. But they had to learn. Yes, they had to learn. And recently they haven't come back. They haven't give out made any new song, right? Yeah. Mm-hmm. So if you are a fan of C-pop, do you find many things about Chinese culture? Yeah. Yeah. Can you tell me more about the C-pop culture? I think it's like Vietnamese. They have you chopstick. They have ancestral worship. They have tape and many festivals like in Vietnam. Okay. And I think that Vietnam is about 80% are familiar with China, right? Yeah. From the way we think, the way we do something, and from some ideas, some concept about family, about the men and the women, very familiar. And and they are even more old fashioned than we. Rất nhiều người Trung Quốc còn cổ hủ hơn mình, đúng không? Cực kỳ trọng tâm khi nữ. Và cái văn hóa đu thần tượng kỳ quặc của C-pop em đã nghe bao giờ chưa? Có nói gì ạ? À, đu thần tượng rất là kỳ quặc. À, đu. Ui, cuồng quá lên. Yes, and they make other people hate them. Yeah. Ví dụ như trong một nhóm có 3 thành viên chẳng hạn, thì nếu như mà là fan K-pop, người ta sẽ ủng hộ cả 3. Không, thế nhưng mà fan C-pop, người ta sẽ một tranh nhau từng tí một, cãi nhau từng tí một về live hát rồi là xuất hiện của từng quần áo Anonly cực kỳ nhiều. Và cứ mỗi lần làm gì đấy lại bắt đầu cấu xé nhau. Không những cấu xé nhau mà còn lôi thần tượng của nhau ra chửi. Đây là một điều rất kỳ quặc mà chị mới phát hiện khi mà bắt đầu đu sang C-pop. Rất là lạ lùng. Đấy thị phi. Không, nhưng mà nhiều người kiểu đu quá xong rồi còn nhiều kiểu mặc váy cưới xong kiểu gọi chồng ơi có thể ơi cái đấy thì cũng ngờ. Đấy thì cũng không phải là cái gì đáng trách cả, tại vì nó không nghĩa là nó không nên nói là nó phản cảm làm người khác ghét ấy,
Nhưng mà cái cách mà hành xử mà cứ lên mạng xong rồi chửi, chửi, vấn đề là chửi. Chửi idol thần tượng với nhau. Idol kiểu cùng một nhóm xong kiểu rồi, trong... kiểu hai nhà mà chửi nhau là chửi banh nóc nhà. Đúng, chửi banh nóc nhà, trời ơi. Trong khi idol rất thân thiết thì fan cấu xé nhau. Thật là kỳ quặc. Okay, it's also a culture, and we have to adapt. We have to be familiar too when we want to learn something new. Yeah. Okay. This is a script. Okay, we have it before. Next one, we talk about email. Do you usually use email? No, I use email for other apps. Like, Okay. As usual, you have three questions, multiple choice. Okay. Let's have a quick look at the question. It's quite easy. Okay, so you will listen twice and pay attention. ListenAMinute.com Email. Email certainly keeps me busy. I never used to write as many letters as I do now. In the good old days before computers, we wrote real letters with paper and envelopes. I wrote one or two letters a week. But now, with email, my inbox is never empty. There's always someone mailing me. I would like just one day where I'm free of email. The sad thing is, very few mails I get are interesting. I get loads of spam, junk mail trying to sell me things I don't want. I also get lots of mail from people asking me to do stuff. Do this, do that, reply ASAP. It's too much sometimes. The one good thing about email is that you can get things done quickly. I can email a company in another country and they can mail me back in 2 minutes. ListenAMinute.com Email. Email certainly keeps me busy. I never used to write as many letters as I do now. In the good old days before computers, we wrote real letters with paper and envelopes. I wrote one or two letters a week. But now, with email, my inbox is never empty. There's always someone mailing me. I would like just one day where I'm free of email. The sad thing is, very few mails I get are interesting. I get loads of spam, junk mail trying to sell me things I don't want. I also get lots of mail from people asking me to do stuff. Do this, do that, reply ASAP. It's too much sometimes. The one good thing about email is that you can get things done quickly. I can email a company in another country and they can mail me back in 2 minutes. Okay, have you got all the answer? Yeah. Sounds like you are not. Need to listen again. No. No. Nhưng vẫn đang bị phân vân. Just think about it and tell me when you're done. No, I'm done. Done. Okay. Number one. A. Number two. Cái gì mà biết? 928. A and number 3. A. Triple A again. Yes. Okay, we'll check the answer. Number 1 is A. Yeah, in the past they ought to write less letters than now. Number 2 is not A, it's B. Ooh. And number 3. No. First point of email is quick. Yes, you have two
Correct answer. Do you know why number two is not interesting? I know. Mm-hmm. So why do you choose wrongly? Nó nói cả ba cái làm cho em phân vân. Cả ba vấn đề là many, many, chữ many, vấn đề là chữ many trong câu hỏi. Okay, now we will move to fill in the blank about email. Okay, first let's have a quick look at the question. Okay. You listen twice. Pay attention. ListenAMinute.com. Email. Email certainly keeps me busy. I never used to write as many letters as I do now. In the good old days before computers, we wrote real letters with paper and envelopes. I wrote one or two letters a week. But now with email, my inbox is never empty. There's always someone mailing me. I would like just one day where I'm free of email. The sad thing is, very few mails I get are interesting. I get loads of spam, junk mail trying to sell me things I don't want. I also get lots of mail from people asking me to do stuff. Do this, do that, reply ASAP. It's too much sometimes. The one good thing about email is that you can get things done quickly. I can email a company in another country and they can mail me back in 2 minutes. Okay, now your second time. ListenAMinute.com. Email. Email certainly keeps me busy. I never used to write as many letters as I do now. In the good old days before computers, we wrote real letters with paper and envelopes. I wrote one or two letters a week. But now with email, my inbox is never empty. There's always someone mailing me. I would like just one day where I'm free of email. The sad thing is, very few mails I get are interesting. I get loads of spam, junk mail trying to sell me things I don't want. I also get lots of mail from people asking me to do stuff. Do this, do that, reply ASAP. It's too much sometimes. The one good thing about email is that you can get things done quickly. I can email a company in another country and they can mail me back in 2 minutes. Okay, do you want to listen again or you have all the answer? Listen again. Okay, one more time. ListenAMinute.com. Email. Email certainly keeps me busy. I never used to write as many letters as I do now. In the good old days before computers, we wrote real letters with paper and envelopes. I wrote one or two letters a week. But now with email, my inbox is never empty. There's always someone mailing me. I would like just one day where I'm free of email. The sad thing is, very few mails I get are interesting. I get loads of spam, junk mail trying to sell me things I don't want. I also get lots of mail from people asking me to do stuff. Do this, do that, reply ASAP. It's too much sometimes. The one good thing about email is that you can get things done quickly. I can email a company in another country and they can mail me back in 2 minutes. Okay, we don't have any more time. We have to check the answer. Number one is keep me busy. Number one is keep me busy. Okay. Keeps me busy. Yeah, number two.
as I do now. Letters a week. Letters a week. Number three, listen. Letters a week. Letters a week. Yes. Number four. Just one day. Just one day. Number three, number five is low of span. Low of span. Low of span. Span. Like this? Yes. Number six. Lots of thing, yeah. Milk. Seven. One good things. One good things. Okay. Number nine. Mail you back on mail back you. Mail back me. Mail back me, okay. Mail back me. Okay. How many percent are you sure with your answer? 80%. 80, okay. This one is easy than the last one? Yes. Yes, okay. We will check the answer. Okay, here, number one. Yes, maybe zero. Yes, as I do now. Number three, letters a week. Just one day, lots of spam. Okay, lots of mail. To do stuff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To do stuff. Can you be thiếu một câu à? Yeah. Em thiếu một câu. And mail me back, mail me back, không phải mail back me. Mail me back, okay. Okay, it's quite easy. Ở đây em okay. Thiếu à? Tại sao em đọc một đằng em nói một kiểu gì? Okay, okay, now can you read the message? Yes. Email certainly keeps me busy. I never used to write as many letters as I do now in the good old days before computers. We wrote real letters with paper and envelopes. I wrote one or two letters a week, but now with email, my inbox is never empty. There's always someone mailing me. I would like just one day. Where I free of email. The sad thing is very few mails I get are interesting and get lots of spam junk mail trying to sell me things I don't want. I also get lots of mail from people asking me to do stuff. Do this, do that, reply ASAP is too much something. The one good thing about email is that you can get things done quickly. I can email a company in another country and they can mail me back in 2 minutes. Okay. And now can you chờ chị một chút nhé. Quay lại đây. Okay.
Okay, so now can you translate it into Vietnamese? Okay. Mm-hmm. Email chắc chắn làm tôi bận rộn. Okay. Tôi không bao giờ dùng im, tôi không bao giờ từng tôi chưa từng được. Tôi chưa từng viết nhiều tôi thư chưa như bây giờ. Tôi chưa từng viết nhiều thư như bây giờ. In the good old days, một ngày tốt cũ. Rất lâu trước. Nghĩa là trước khi mà có máy tính. Một ngày rất lâu trước khi có máy tính, chúng ta viết lá thư thật với giấy và email. Phong bì. Giấy và phong bì. Giấy và những phong bì. Tôi viết một hoặc hai lá thư một tuần. Nhưng bây giờ với email ở trong hộp thư của tôi không bao giờ trống. Nó luôn luôn có ai đó gửi email cho tôi. Nó giống như kiểu một tôi muốn có một ngày. Tôi muốn có một ngày tôi không nhận được một miễn phí. Miễn phí email. Ý là tôi rất là mong muốn một dù chỉ một ngày tôi sẽ không phải, nghĩa là không có một cái email nào gửi đến. Mong muốn một ngày không có email nào gửi đến. Điều buồn đó là rất ít email khiến tôi trở nên thú vui. Rất ít email tôi nhận được là thú vị. Rất ít email tôi nhận được là thú vị. Tôi có I get lots of spam. Lots of spam là kiểu nhiều, rất là nhiều thư rác. Spam là thư rác, thư không quan trọng ấy. Lots of spam thư rác. Lots of là lots of cũng giống như kiểu lots of ấy. Nhưng mà lots of thì nghe nó nào nhỉ? Nó fancy xịn hơn. Xịn hơn. Yes. Nhiều thư rác khiến nhiều những cái thư rác với lại thư quảng cáo mà muốn bán hàng. Thư bán hàng mà tôi không muốn, tôi cũng có rất nhiều mail mọi người gửi đến hỏi tôi để làm việc. Yêu cầu tôi làm một số việc gì đó. Yêu cầu tôi làm một số việc gì đó. Làm cái này, làm cái kia, phản hồi ASAP. Phản hồi ASAP. Đó là một cái gì đấy, nhưng mà mình không biết. Nó có quá nhiều. Thỉnh thoảng thì nó quá nhiều. Ý là quá nhiều thứ kiểu đấy. Ok, thỉnh thoảng thì nó cũng quá nhiều. Cái một điều tốt về email là bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng. Tôi có email ở công ty. Tôi có thể gửi mail cho một công ty ở nước ngoài. Tôi có thể gửi mail cho một công ty ở nước ngoài và họ có thể trả lời lại tôi trong 2 phút. Very quick, right? Right. Is the benefit of technique. Nhưng mà hiện đại thì hạ điện thôi. Yeah. You also have some problem. Okay. Next, we move to the last topic. Love at first sight. Find a romantic topic, right? Sai, love at first sight. Sai. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ok, sai này là tầm, sai này là cái nhìn hoặc là tầm nhìn. Cái nhìn đấy. Tình yêu sẽ đánh đấy. Thế nhưng mà in this passage, it seems to be not so romantic. It's talk about some impossible things of love at first sight. Okay. Okay, let's have a quick look at the question. Mm-hmm.
your lesson twice. Listenaminute.com. Love at first sight. Love is a wonderful thing, but is it possible to fall in love with someone at first sight? Many people say they have done this. How can it be possible? Surely it takes a time to get to know someone and then fall in love. I think falling in love at first sight is dangerous. You don't really know the person. Maybe after you've built your life around them, you'll find lots of faults in them and suddenly be disappointed. Then you'll have to fall out of love. Anyway, is it really love at first sight, or is it love at first conversation? And what if the other person doesn't fall in love with you at first sight? This could be a bit painful. It could also be embarrassing. I think I like the traditional way of falling in love after 257 dates. Listenaminute.com. Mm-hmm. Love at first sight. Love is a wonderful thing, but is it possible to fall in love with someone at first sight? Many people say they have done this. How can it be possible? Surely it takes a time to get to know someone and then fall in love. I think falling in love at first sight is dangerous. You don't really know the person. Maybe after you've built your life around them, you'll find lots of faults in them and suddenly be disappointed. Then you'll have to fall out of love. Anyway, is it really love at first sight, or is it love at first conversation? And what if the other person doesn't fall in love with you at first sight? This could be a bit painful. It could also be embarrassing. I think I like the traditional way of falling in love after 257 dates. Okay, have you found out all the answer? Kết số cuối cùng là gì đây? You need to one more time? No. No, okay. Number one, love is? Love is a wonderful thing. Wonderful things, yes. Next one? Three. Next one is, how can it possible? How can it be possible? Yeah, okay. Number three? Three side is dangerous. First side is dangerous. Yes, okay. Build your life. Okay. Build. Number five is fall out of love. To fall out of love. Okay. Yes. Very good. And what do you see? What if I think I like the tradition. I think I lie. Okay, get the last one. And after 2017. Mm-hmm. 277. 57 day. Okay, tình yêu là một thứ tuyệt vời. Yeah. Nhưng mà liệu người ta có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Rất nhiều người nói rằng họ đã làm điều đó. Nhưng mà làm sao có thể như thế? Chắc chắn rằng nó cần mất một thời gian để hiểu được người khác và sau đó thì yêu. Tôi nghĩ rằng việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy là rất là nguy hiểm. Ok, bạn không hiểu được cái người đấy và có thể sau khi mà bạn build your life around them, ok, sau khi mà kiểu xây dựng cuộc sống với mọi người, lúc nào cũng sẽ bám theo cái người đấy, thì bạn sẽ tìm ra rất nhiều những cái sai sót, những cái thiếu sót của họ và đột nhiên cảm thấy thất vọng. Yeah. Và sau đó thì bạn sẽ phải fall out of love thôi, hết yêu. Nhưng mà dù sao thì liệu is it at first? Liệu tình yêu đấy đến là khi nhìn từ cái nhìn đầu tiên hay là ở cái cuộc hội thoại đầu tiên, nghĩa là yêu lúc mà vừa nhìn hay là yêu lúc vừa nói chuyện? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như con người
Không. Không yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này có thể có một chút đau lòng. Sao lại vậy nhỉ? Và nó cũng có thể hơi xấu hổ. Tôi nghĩ tôi thích cái cách truyền thống của việc yêu sau 257 ngày. 257 ngày mà chia cho 30 ngày. 8324 9327, thế là khoảng 8 tháng rưỡi. Sau khoảng 8 tháng rưỡi thì người ta mới fall in love. Đâu ai mà đưa ra một cái khoảng thời gian cụ thể như thế được nhỉ? 257 ngày có ý nghĩa gì? Ý là 257. Không biết là có ý nghĩa gì không hay là chỉ là người ta ước tính. Thế nhưng mà để mà đưa ra một cái khoảng thời gian cụ thể như thế này thì impossible. It's quite difficult because love is a wonderful and is magical. We don't know when it will come and how it will come. I also agree that love at first sight is so dangerous, but sometimes it happens because we love others for no reason. We love others for no reason. So we don't need the reason to love someone else. Sometimes we don't need to get to know them totally, but we just love them. Yes, loving is blind. Right? Okay. Yeah. And it's the end of our class today, and I hope that it is interesting and useful for you. Okay, we'll see you tomorrow morning at 8 a.m. Nhớ nha. 8 giờ sáng mai nha. Okay, goodbye and good night. Oh, goodbye and good night. Mm-hmm.